Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thì năm 2017 được đánh giá là năm được mùa của phân khúc nhà giá rẻ. Tại Hà Nội, nhiều nhà đầu tư đã xây dựng và phát triển hàng loạt căn hộ ở xa trung tâm với mức giá rẻ phù hợp với thu nhập trung bình của người lao động. Và năm 2018 này, xu hướng nhà giá rẻ được dự báo sẽ tiếp tục phát triển. Đây là một trong những dự án nhà ở giá rẻ đã từng gây nhiều tranh cãi khi đưa ra mức giá chỉ 9,5 triệu đồng một mét, rẻ hơn hẳn so với các dự án nhà ở xã hội lân cận. Nhiều người trước khi mua nhà tại đây nghi ngại giá thấp kèm với chất lượng thấp. Thế nhưng khi đến nhận nhà thì mọi thứ đã khác. Không gian thì thoáng đãng, các cái ký ốt thì rất nhiều và cứ xuống trên nhà, xuống ở dưới tầng là có thể đầy đủ. Mình mua không thiếu cái gì, khu vui chơi cho con thì cũng rất là thoáng mát. Đặc biệt là các cái trường học của nó rất là nhiều. Đối với cái mức giá như chúng tôi bán hiện nay thì chúng tôi chỉ ở cái mức hòa vốn, nhưng bù lại thì chúng tôi đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động. Ở đây là khoảng hơn 26.000 người lao động. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, năm 2017, tỷ lệ tiêu thụ phân khúc căn hộ bình dân là 92%, gần như có là hết. Trong năm 2017, chúng ta thấy là cái lượng cung của cái nhà ở giá thấp, nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở xã hội hầu như chiếm cái tỷ trọng rất là thấp. Đấy. Mà trong khi đó thì nhu cầu của xã hội thì lại tập trung vào cái phân khúc này. Hy vọng rằng cuối năm 2018 thì cái lượng cung đối với nhà ở giá thấp sẽ được nhiều hơn. Các chuyên gia bất động sản cũng nhận định năm nay lượng căn hộ giá rẻ tung ra thị trường sẽ tăng mạnh. Vì vậy, thị trường sẽ xuất hiện nhiều dự án nhà ở thương mại, mặc dù không được hưởng ưu đãi nhưng lại có giá rẻ hơn cả nhà ở xã hội. Chương trình thời sự tối nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.